và cái giá 420.000 thì giá này sẽ làm miễn phí ship trên toàn quốc. Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và trên tay mình đây là một lọ anti 10 cộng của ADA. Thì lần trước mình chia sẻ với các bạn rồi là mình đã dùng một lọ và đây là cái lọ mình đã dùng hết. Đây là dùng hết và đây là một cái lọ mới mà mình mới lấy. Thì là mình bây giờ sẽ khui nó ra, bóc nó ra để cho các bạn có thể nắm bắt được. Mình sẽ bóc nó ra để cho chúng ta cùng nhau được nhìn thấy sở thị. Thì cái hộp này nó sẽ có một cái đó lớp ni lông bọc ở bên ngoài để giữ cho cái hộp nó ít bị biến dạng và cảm giác sẽ chắc chắn hơn, không làm rách làm bẩn cái lớp vỏ giấy này. Vì đây là sản phẩm làm đẹp nên là nó cố gắng giữ cho mọi thứ được đẹp nhất. Thì ở trên cái nắp của cái hộp này nó sẽ có một cái gọi là QR chống giả. Thứ hai là nó sẽ có một cái tem niêm phong cũng là tem chống giả. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây, bóc ra này. Rồi thì ruột của nó sẽ là cái ruột này thôi, giống như này thôi. Đây là một lọ anti 10 cộng và cái lọ này nó có cái tem chống giả. Khi bạn bóc một cái lọ mới thì cái lọ mới nó sẽ có cái tem chống giả ở đây. Đây là cái tem chống giả của nó. Thì và công dụng của sản phẩm này là nhằm mục đích đó là thanh lọc cái lớp da của chúng ta đa tầng, chủ yếu là để giảm thâm, giảm mụn đầu đen và giảm đi cái lớp da sần của chúng ta và thu nhỏ lỗ chân lông để có thể làm đều màu da. Tức là khi chúng ta lặn mụn thì nó sẽ có những cái chỗ thâm, rồi là chỗ không đều màu, rồi là chỗ để lại cái gọi là cái tổn thương da, thì nó sẽ làm cho lớp da chúng ta trở nên sần sù, nó xấu. Thì cái này nó sẽ làm giảm cái đó cho chúng ta. Thì cái mục đích của nó là như vậy, công dụng của nó là như vậy. Cách dùng của nó thì đơn giản là như thế này thôi. Đó là khi các bạn làm sạch da các bạn bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt xong thì các bạn lấy nó ra và các bạn bôi chấm nó vào những cái mụn của các bạn như này nhá. Các bạn chấm nó vào những cái mụn của các bạn. Chỗ nào có mụn thì các bạn chấm vào nhá. Còn chấm nó vào như này, chấm vào những cái chỗ mụn, chỗ thâm và chỗ không đều màu thì các bạn chấm nó vào. Nếu các bạn cảm giác mà không đều thì các bạn có thể dùng tay xoa đi một chút. Đấy, các bạn vệ sinh sạch da nhá, xong rồi bôi như này. Đấy, da mình hiện tại thì không được sạch lắm nhưng mà thôi mình cứ bôi cho các bạn hiểu được cái này. Khi mình dùng cái này thì mình thấy nó hiệu quả nên là mình muốn review lại cho các bạn. Review để cho các bạn có thể hiểu được về cái sản phẩm này hơn nhá. Thì đây là cái cách dùng và cái hướng dẫn sử dụng nó có ở đây. Đây. Thì giá của sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này của nó thì Lộc bán cho các bạn là 420.000 nhé. 420.000. Giá của nó 420 thì nó là giá trên toàn thị trường rồi. Thì có thể các bạn sẽ mua ở đâu đó được 400. Nhưng nếu các bạn muốn mua 400 hoặc là 390 hoặc giá rẻ hơn thì các bạn hãy inbox cho Lộc nhé. Và cái giá 420.000 thì giá này sẽ là miễn phí ship trên toàn quốc. Còn tất cả các hàng quen của Lộc mà muốn giá rẻ hơn thì các bạn inbox riêng cho Lộc nhé. Còn trên toàn quốc thì Lộc sẽ miễn phí ship với giá 420.000 đồng. Đấy. Còn các bạn mua combo, các bạn mua 2 hoặc 3 hộp để làm quà tặng hoặc là để sử dụng lâu dài. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể thương lượng về giá nhé. Thì các bạn hãy kết bạn Zalo và nhắn tin cho Lộc. Thì Lộc sẽ tư vấn thêm và cũng như là cung cấp cho bạn một cái mức giá tốt nhất để cho chúng ta có thể làm việc với nhau. Nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn trong tất cả video tiếp theo. Bye bye.